Vâng, mến chào quý vị và các bạn. Đạt cảm thấy trong lòng rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh YouTube RCN. Thì trong video ngày hôm nay, Đạt lại đi đắp tủ điện các bạn. Thì phía sau của Đạt này là một cái tủ điện mà lúc trước Đạt có quay cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay Đạt sẽ đi lắp tủ điện cho các bạn xem. Thì bắt đầu Đạt sẽ lắp cái tủ điện nha. Thì đợt trước Đạt nói mình còn lại một số phụ kiện này. Một số phụ kiện thế đây là một cái nắp tủ này, đây là cái nắp tủ các bạn nha. Đó. Rồi và một ít phụ kiện đây, phụ kiện trong này mới Đạt cầm tay nè, Đạt sẽ lắp vào cái tủ này. Đó, thì ở trong cái tủ này lúc trước là chỉ có tô thôi, không có dán gạch này, thì bây giờ là dán gạch, phát sinh dán gạch nên là cái tủ này Đạt sẽ nó bị đôn ra ngoài, thì Đạt sẽ làm cho nó quay lại vị trí cũ các bạn nha. Thì bây giờ Đạt thao tác cho các bạn xem. Đạt vừa cắt xong cái tủ các bạn. Bây giờ Đạt sẽ vào phần này. Đạt sẽ vào phần này trước nha. Thấy từ nãy giờ mình đã chêm vào hai quả ốc này, nó ốc của nó là ngắn quá, mình phải lấy hai mấy ốc dài mình gắn vô. Bây giờ nó cứng cáp các bạn nha. Thì bây giờ mình đã làm xong cái khâu của vị trí mình lắp đặt cái thanh ray này vào rồi. Thì bây giờ mình chỉ lắp vào CB. Thì trước tiên lắp CB ấy, thì mình chỉ gắn vào để lấy dễ dàng. Nấu nết ở trên, te ở dưới các bạn nha. Rồi, Đạt đấu nè. Đối với những cái công trình lớn là đòi hỏi các bạn phải có cốt nha. Các bạn có cốt á, cốt rỗng á, thì các bạn sao phải có kìm bấm cốt rỗng các bạn làm. Các bạn không nên là sử dụng cái kìm điện của mình, các bạn bấm là các bạn đấu nha, rất nguy hiểm. Chẳng là các bạn không xài cốt rỗng luôn cũng được, nhưng mà các bạn phải có cốt rỗng là các bạn phải có một cái kìm bấm cốt rỗng để nó chắc chắn các bạn nha. Đạt đang đấu nè, là Đạt đấu thanh tê. Các bạn cái dây này dây tê, dây màu vàng các bạn. Đây là cái lai của cắm bếp bữa trước các bạn nè, 4 chấm nè, 4 chấm này của cắm bếp nè. Và bữa đó trước đó mình kéo có một sợi dây màu vàng nè, mà dây vàng dây te thì là sẽ đấu te luôn rồi nè. Bơm tự động, mấy bơm cái cây ở sau nó có một ở đây là sẽ dứt e luôn ha. Đấu luôn nha. Trí mấy bơm này là mấy bơm giếng nè, bữa mình đặt ra trước đó, nó cũng có tê luôn, mình cũng đấu luôn nha.
đầu mình sẽ đấu nớt nè. Nớt này thì nó sẽ có là cái cặp nguồn nớt này nè các bạn, là thằng này là của wifi mình bỏ riêng ra các bạn nha, wifi mình bỏ riêng ra. Bây giờ mình sẽ đấu trực tiếp nớt tất cả nớt luôn. Hai đây là hai thằng nớt đèn, một nớt đèn ở ngoài nhà và một nớt đèn ở trong nhà đó, thì mình có hai nớt đèn mình đấu vô luôn nè các bạn. Được hai thằng nớt đèn, bắt đầu nớt này là nớt ổ cắm này. nớt máy bơm, nớt bơm mình không có làm, từ từ tí mình làm, có thứ máy bơm sao mình sẽ làm cái nớt ổ cắm này. Nớt ổ cắm này, nớt ổ cắm các bạn. Bạn mình nói với bạn chứ, đấu một cái tủ này rất là đơn giản chứ không phải là khó khăn gì đó. Mà hôm trước trong video trước Đạt video đó là Đạt bị gãy cái chân nên Đạt đứng Đạt đấu, nhưng mà thời gian đấu các bạn nó sẽ lâu, Đạt hơi tê cái chân thì Đạt làm nó nhanh, Đạt không có nói nhiều. Thì có nhiều bạn nói là đấu tủ mà không nói á thì làm cái gì, thì ngày hôm nay Đạt sẽ chăm chú Đạt nói cho nhiều các bạn, nói nhiều để cho các bạn khỏi nói, mà nó không nói các bạn cũng là nói, mà nói thì các bạn cũng nói thiệt. Làm nói chung khi đi làm điện nước đã làm dâu trăm họ rồi, đi làm YouTube cũng làm dâu trăm họ nữa, rất là khó khăn. Nên là có những cái mình chia sẻ thì các bạn thấy được thì các bạn áp dụng vào các bạn thi công, có những cái đúng thì các bạn áp dụng nha. Có những cái nữa các bạn, khi các bạn đấu tủ các bạn đừng nên sử dụng máy nha các bạn nha. Tại các bạn sử dụng máy á, là các bạn siết, các bạn khả năng các bạn sẽ làm sao chết tích điểm. Nên mình thấy đấu tủ là các bạn hạn chế siết máy, hoặc là các bạn dùng những cái máy ngắt lực á thì các bạn làm nha các bạn nha. Mình đã lắp xong cái thanh nớt nè, thanh te nè, thì bây giờ mình sẽ đấu CB vào các bạn nha. Đầu tiên các bạn là cái CB tổng 50 A, mình gọi cái này nè, mình kê vật tư á, Đạt kê vật tư cái này là tới 6 kg nè, dùng cắt á là 6 kA, mà cái này là có 4.500 à, vậy ta là 4,5 kg à, cái này cũng sai lầm nè. Tiếp tục Đạt sẽ làm cho một cái con này, con 16 là Đạt xài cho ổ cắm với lại đèn khu vực phòng trước các bạn, phòng khách á. Tiếp tục là con 20 là Đạt xài cho ổ cắm bếp. Tiếp tục là con 32 Đạt xài bếp từ các bạn nha. Tiếp tục con 25 á là Đạt xài cho cái nguồn dự trữ bình nước nóng lạnh ở trên mái. Và tiếp tục là một con 325 nữa là Đạt xài cho máy bơm phía trước, bơm giếng các bạn. Còn con 32 A này nè là Đạt sẽ xài cho thằng bơm phía sau, bơm tới cái tự động á. Thì bây giờ Đạt sẽ lấy cái thằng 32 là Đạt xài bơm giếng nè. Bơm giếng này bữa nào ông để mấy ký kỹ sư? Cái bơm giếng mấy ngựa? Như là hai ngựa hả? Hai ngựa rưỡi vậy đó. Thì Đạt sử dụng cho con này luôn. Đặt bạch sơn là xong. Tại cái tủ này là tủ 8 đường thôi. Các bạn thấy giờ Đạt đã làm, Đạt đã vô hết CB luôn rồi. Rồi sau đó Đạt sẽ đấu vào thôi. Thì các bạn thấy cái nguồn dây đỏ nè là cái nguồn đi vào. Thì đáng lẽ ra các bạn phải test dây nào là dây nớt, dây nào là dây pha thì các bạn đấu vào. Cho nên bây giờ Đạt ở đây Đạt không test luôn nha, Đạt không test luôn, Đạt làm là Đạt test sau đó, rồi Đạt sẽ đưa nó lên. Thường á các bạn thấy nè, Đạt ở đây để Đạt làm á, ở đây có sợi dây màu vàng luôn, sợi dây màu vàng này nè là sợi dây camera, thì Đạt đấu trên đầu CB luôn. Trường hợp như
trường hợp như ở ngoài điện lực nó cúp điện thì cái camera đó nó mới hoặc không hoạt động nữa, còn mà ở trong nhà mình cúp điện là vẫn còn hoạt động các bạn nha. Cho nên Đạt lấy cái đầu CP luôn. Nhưng mà các bạn nhớ nè, đối với cái những cái CP test MCP á, thì các bạn đấu nết bên trái hoặc nết bên phải đều được các bạn nha. Các bạn đấu đầu dưới cũng được luôn, đầu trên cũng được luôn, các bạn đấu cách nào cũng được nha các bạn nha. Chứ không nhất thiết các bạn phải là lửa bên trái, nết bên phải. Có nghĩa là thường thường các bạn phải làm theo con robot á, là số 1 là phải dây lửa, số 2 là dây nết. Nhưng mà các bạn chưa hiểu hết được cái tính năng của một cái CP các bạn. Các bạn nha, chưa hiểu được hết tính năng của CP. Có những cái video mình làm, mình muốn các bạn nhìn thấy điều đó, nhưng rất là nhiều các bạn comment rất là non luôn. Đó cho nên mình nói với các bạn á, đối với MCCP là các bạn đấu lửa bên trái hoặc lửa bên phải đều được hết nha các bạn nha. Nhưng đối với RCPO là CP chống giật là các bạn phải sao? Phải ngược lại đúng không các bạn? Các bạn thấy luôn luôn thanh nết á, cái pha nết á, luôn luôn nằm ở bên tay trái các bạn. Còn mà cái pha lửa là luôn luôn nằm bên tay phải. Các bạn chú ý nha, đó là RCPO thì các bạn phải làm theo cái chuẩn của nhà sản xuất mà tôi đưa ra, các bạn phải đấu đúng. Nhưng đối với cái CP này, nhà sản xuất mà ta không đưa ra thì bạn đấu cách nào cũng được, các bạn đấu ở dưới cũng được nha. Đó Đạt nói cho các bạn hiểu biết thêm thôi. Còn các bạn đấu bên phải hay bên trái á, là tùy thuộc vào sao? Cách đấu của một người thợ. Và thứ hai, các bạn dễ bảo hành sửa chữa. Còn khi mà các bạn đã có tay nghề, các bạn đi bảo hành sửa chữa là các bạn nhìn vào biết là ông đó đấu là lửa bên trái hay bên phải liền. Các bạn xem lại cái cách các bạn làm, và cũng như các bạn xem lại kiến thức của các bạn tới đâu nha. Còn mình làm á, là mình muốn cho các bạn thấy những cái lỗ hổng, và cái lỗ hổng đó nó không nhất thiết là phải đúng nha các bạn. Có những điều mà các bạn đi làm á, thì các bạn mới hiểu được cái vấn đề trong một cuộc sống. Giả sử như bây giờ Đạt đấu nết ở bên tay trái thì sao? Sau này chủ nhà người ta cần thay RCPO, CP chống giật á, thì sao? Người ta chỉ cần thay thôi, người ta không quan tâm là nó bên trái hay bên phải nữa ha. Nó theo cái thói quen à. Ý đồ của Đạt trong cái video lần đó, Đạt làm muốn làm để cho các bạn nhìn thấy như vậy. Ở ngôi nhà này Đạt đấu nè, pha là bên tay tay trái các bạn nha, còn nớt là đánh ở tay phải. Có những bạn kiến thức rất là non luôn, các bạn như là kỹ sư bàn phím vậy á, đụng là comment, đụng là quất, có biết cái gì đâu mà quất. Rồi từ nãy giờ mình cũng đấu nè các bạn nè, cũng đấu vào cái CP đầu nguồn vào nè. Dây pha, dây lửa là bên tay trái của mình, còn dây nết là bên tay phải nha các bạn nha. Mình đấu, sau này mình ra kia mình sẽ test, mình xung điện vô mình biết cái nào là mình đảo thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đấu cái nguồn ra nè. Đó, nguồn ra. Trước khi đấu nguồn ra thì Đạt sẽ đấu cái thằng nết của thằng này vô cái nữa. Thôi nết này Đạt đấu vô đây luôn đi. Mình sẽ đấu nguồn ra, nết á, mình sẽ cầu lên thanh nết nè, các bạn để ý cho mình nha. Nết nè, cầu vào thanh nết nè. Có nhiều bạn không biết cái gì hết, mà các bạn không phải là các bạn lấy nết một chùm đây nha. Cái CP này nó cho mình là tới 2 giây thôi hoặc 3 giây thôi. Các bạn đừng có đấu nhiều vào đây. Các bạn đấu nhiều vào đây là các bạn siết không chặt là sẽ mo ve và sẽ cháy cái đầu CP. Các bạn siết càng ít thì cái này nó có thanh nết, các bạn sẽ cầu lên thanh nết này nha các bạn. Thanh nết này nó sẽ chịu đua tải cho này nè. Còn lại cái đường dây nóng, dây lửa là các bạn cầu lên trên đầu CP này. Nếu mà có các bạn có một cái thanh lược á thì các bạn cầu là xong, còn bạn không có thanh lược thì các bạn cắt, các bạn cỡ cầu ha. Thì bây giờ mình sẽ cầu lên trên các bạn. Các bạn không có cốt á là các bạn cứ bóp đầu lại nha, gấp đôi lại để cái tiết kiệm nó tiếp xúc năng lượng nhiều hơn. Lúc đó các bạn chiết cái CP mà nó ăn chặt. Cố gắng các bạn siết bằng tay trước rồi sau đó các bạn siết máy sau. Các bạn đừng có để máy vô bạn kè luôn.
không ngắt lực nó sẽ hư luôn con ốc này nè. Thì lúc đó các bạn thay con ốc này rất là khó, cũng như các bạn thay luôn CB thì nó nhiều tiền nha các bạn. Cầu này cầu nớt các bạn nha. Trên một cái tủ nè, các bạn thấy nè, mình đã lấy cái nguồn ra nè của một cái CV tổng, mình đấu lên thanh nớt đó, là đi cái pha nớt nha. Còn cái pha đầu tiên là pha lửa thì mình cầu lên cái đầu CV này nha các bạn, cái đầu CV này. Bây giờ mình sẽ cầu nè, ở dưới này nè là các bạn chỉ đấu cái nguồn ra thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đấu nhanh cho các bạn nha, không đó mình đấu. Rồi nãy mình đấu vậy là xong luôn, là xong luôn cái cơ bản rồi đó. Còn đây thì các bạn chỉ đấu nguồn vào thôi, thì cái dây nào là nguồn nó vào thôi các bạn nha. Đấu cho cái thằng này trước này. Thằng này là thằng cho mấy bơm tới cho điều động này. Đấu cái chỗ này. Nếu không có cốt thì các bạn chút hơi dài, chút để gấp đầu nha. Thì từ nãy giờ Đạt cũng đấu xong cái nguồn ở dưới các bạn nè, cái nguồn ra nè các bạn nè. Các bạn thấy từ nãy giờ Đạt cũng đấu được cái nguồn ra nè, các bạn thấy cái đường nguồn ra hết, Đạt đã đấu xong nè. Đầu tiên là cái nguồn đi ra nè, là CV tổng 50A, cái nguồn ra nè. Nguồn ra các bạn cầu lên đây là cái pha nè, dây pha nè, dây lửa các bạn cầu trên đầu CV. Còn dây nớt là các bạn đi về cái thanh nớt các bạn nha, tập trung vào thanh nớt. Sau đó là cái nguồn ra của dây pha nè, các bạn đi ra hết. Đây Đạt làm cho là chiếu sáng nè, vô ổ cắm ở phòng khách, ổ cắm bếp từ. Rồi tiếp tục đây là một cái nguồn dự phòng cho bình nước nóng phía trên mái. Tiếp theo là một cái máy bơm tới cây tự động. Và tiếp tục là một cái CB cho máy bơm giếng. Rồi máy bơm và tiện các bạn nha. Rồi bây giờ Đạt sẽ cầu cái này nó xong, cầu qua thôi, cái này đơn giản nha các bạn. Thì Đạt cầu luôn, Đạt lấy dây vàng cầu được rồi nha các bạn. Dây vàng là dây số chấm các bạn. Mến chào các bạn, thì ở đây các bạn thấy nè, ở đây các bạn thấy mình đã cầu xong nè, mình cầu xong hết những cái đường luồn ở trên những đầu CB này nè, là cái nguồn tới, có nghĩa là cái nguồn ra của CB tổng là nguồn tới của CB con, rồi bắt đầu cái nguồn ra của CB con là cái nguồn của thiết bị luôn các bạn nha. Bây giờ Đạt đã làm xong rồi, bây giờ Đạt lấy cái nắp này đi vào thôi các bạn.
các bạn thấy cái tủ này nè, mình đã làm xong, các bạn thấy ok không? Đó, giờ là mình đã làm xong rồi, thì bây giờ mình sẽ đấu công tắc thôi các bạn nha. Đó thì từ nãy giờ Đạt cũng đấu cái tủ cho các bạn xem, thì Đạt cũng xin tạm dừng video nha các bạn nha. Và các bạn thấy video hay, các bạn ấn like, share và comment bên dưới video. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và mình là Đà Bạch Channel, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video mới tiếp theo. Bye bye các bạn.